Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, His Excellency Nguyen Thu Thanh Xuan, to attend and give the opening address. I'd like to request the Minister of Agriculture and Rural Development, His Excellency Albert Platt, to invite His Excellency the Prime Minister to the podium. Please join me in welcoming him. Nổi lên là diện tích đất nông nghiệp ngày một giảm,
năng suất lương thực, trong đó có lúa gạo tăng chậm, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và gây thiệt hại ngày càng lớn. Việc đầu tư để tăng sản lượng lương thực có xu hướng giảm sút, nhất là đối với những nước nghèo. Những rào cản về thương mại nông sản và thu nhập thấp của người nghèo cũng làm hạn chế khả năng tiếp cận lương thực của họ. Việc sử dụng lương thực cho mục đích khác, trong đó cho sản xuất nhiên liệu sinh học, ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu giảm một nửa số người nghèo đói vào năm 2015 là một trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà các quốc gia trên thế giới đã đề ra và cam kết thực hiện cách đây 10 năm. Để đạt được mục tiêu này, trong khi tình hình thiếu lương thực chưa được cải thiện nhiều và còn không ít khó khăn, thách thức, cùng với sự nỗ lực của từng quốc gia, cần có sự hỗ trợ tích cực của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế và phối hợp hành động chung trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Đại hội Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 đã lựa chọn chủ đề Lúa cho thế hệ tương lai và tập trung thảo luận nhiều vấn đề rất thiết thực đang đặt ra, trong đó có các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách, đặc biệt là các tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất để sản xuất lúa gạo toàn cầu vượt qua các thách thức và phát triển mạnh hơn nữa, giúp cho nông dân nghèo và người tiêu thụ cải thiện cuộc sống của mình, góp phần tích cực vào giải quyết vấn đề lương thực của quốc gia và toàn cầu. Với sự tham gia của trên 1.000 nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lúa gạo, với trên 300 báo cáo tham luận được trình bày tại đại hội lần này, cùng với cuộc triển lãm quốc tế về lúa gạo, đây sẽ là cơ hội quý để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tìm ra các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Điều này cũng rất có ý nghĩa đối với Việt Nam chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất lúa gạo đã gắn liền với truyền thống lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cây lúa có vị trí rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và đời sống của người Việt Nam. Hiện nay, sản lượng lúa chiếm trên 90% sản lượng cây lương thực có hạt, liên quan đến việc làm và thu nhập của khoảng 80% số hộ nông dân. Lúa gạo cung cấp 60% năng lượng trong khẩu phần ăn của người dân Việt Nam. Vì vậy, cây lúa luôn có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia của Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, sản xuất và kinh doanh lúa gạo của Việt Nam có nhiều cố gắng và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năng suất và sản lượng lúa đã tăng gấp khoảng 2 lần. Hiện nay, năng suất bình quân đạt 5,3 tấn trên 1 hecta một vụ. Riêng vụ đông xuân, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng đã đạt 7 tấn trên 1 hecta. Sản xuất lúa gạo phát triển đã đưa Việt Nam từ một nước nhiều năm thiếu lương thực trở thành một nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai của thế giới. Trong 22 năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu 75 triệu tấn gạo trị giá 23 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập của người trồng lúa ngày càng được nâng lên. Hiện nay, Việt Nam còn cử chuyên gia đi chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nhiều nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, được chính phủ, nhân dân, nước bạn và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
mặc dù vậy, sản xuất lương thực của Việt Nam, trong đó có lúa gạo, vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dân số tăng nhanh, đất nông nghiệp ngày càng suy giảm, nguồn nước hạn chế, thiên tai dịch bệnh xảy ra với tần suất ngày càng cao và khốc liệt hơn. Chính phủ Việt Nam xác định bảo đảm an ninh lương thực quốc gia lâu dài trong mọi tình huống là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay, chúng tôi đang ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém trong sản xuất kinh doanh lúa gạo. Trong đó, tập trung thực hiện các chính sách giữ ổn định diện tích đất trồng lúa, tăng cường đầu tư cho hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và chế biến, cải tiến về giống và đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, tổ chức lại sản xuất, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, gắn với phát triển nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời, tích cực thực hiện các biện pháp hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dân. Cùng với việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này với cộng đồng quốc tế và sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Nhân dịp Đại hội Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3, thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ to lớn hơn nữa của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và phát triển lúa gạo của Việt Nam nói riêng. Giúp Việt Nam phát triển sản xuất lúa gạo hiệu quả, bền vững cũng chính là góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới. Vì hiện nay, xuất khẩu của Việt Nam chiếm 1/5 lượng gạo xuất khẩu của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, sự giúp đỡ, hợp tác của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI đối với sản xuất lúa gạo của Việt Nam là vô cùng quý báu. Nhiều thành tựu khoa học của IRI gắn liền với những cánh đồng lúa ở Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập viện, thay mặt chính phủ Việt Nam, tôi xin gửi tới lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên IRI lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, giúp IRI tiếp tục đạt được những thành tựu và đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển lúa gạo của khu vực và thế giới. Thay mặt chính phủ Việt Nam, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3. Chúc Đại hội Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 thành công tốt đẹp. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.